Tử vi tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023, là hung hay cát, phúc hay họa, giàu hay nghèo, làm sao để nhận biết được những khó khăn để vượt qua và đón nhiều vận may đến với mình. Hôm nay, Minh Đường Tử Vi rất vui khi gặp lại quý vị và các bạn trong chuyên mục Tử vi 12 con giáp. Vâng, kính thưa quý vị có biết rằng may mắn hay là xui xẻo, giàu sang hay là nghèo khổ đều là do cái số và phúc phận của mỗi người mà nên. Nhưng trước khi chúng xuất hiện đều có một điềm báo nhắc nhở chúng ta. Vì thế, có nhiều người biết được điều này, họ đã nắm bắt được thời cơ, giải hung, hóa cát, cho nên họ đã phát tài và trở nên giàu có, nắm trong tay gia tài bạc tỷ chỉ trong thời gian rất ngắn, nhất là có khả năng trúng số độc đắc, trúng thưởng sẽ rất cao. Và tuổi Canh Tuất, sinh năm 1970, được các nhà chiêm tinh học, nhà tử vi học phương Đông dựa trên sự dịch chuyển của các chòm sao, sự chuyển biến của thiên can, địa chi, ngũ hành của bản mệnh tuổi Canh Tuất chỉ ra rằng trong tháng 2 âm lịch tới đây, người tuổi Canh Tuất sẽ có những dấu hiệu may mắn và những người hữu duyên tuổi Canh Tuất xem được video này nên biết tận dụng để nắm bắt thời cơ, giải hung, hóa cát mà chuyển thời, đổi vận, cải biến vận mệnh, đi tới cuộc sống an bình, thịnh vượng, giàu sang, phú quý, ít ai sánh bằng nhé. Sau đây, mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị, người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 thuộc mệnh kim, thoa xuyến kim, xuyến bằng vàng. Người tuổi Canh Tuất rất hợp vào giờ lẻ, ngày lẻ và tháng chẵn. Trong làm ăn, thành công phần lớn quyết định ở tính cách, khả năng của từng người, nhưng yếu tố may mắn cũng rất quan trọng. Bởi vậy, việc lựa chọn giờ xuất hành khởi đầu cho một công việc, dự án nào đó là điều rất cần thiết. Nếu mệnh chủ tuổi Canh Tuất xuất hành vào ngày giờ nói trên, công việc làm ăn càng thêm thuận lợi, mọi việc như ý, trăm trận trăm thắng, đại cát đại lợi. Tổng quan về tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Người tuổi Canh Tuất là người thông minh, sắc sảo hơn người, học vấn cao rộng, am hiểu nhiều lĩnh vực, có nhiều cơ hội để khẳng định và phát triển bản thân, sự nghiệp vững chắc, ổn định, cuộc sống đầy đủ, tiện nghi, không lo thiếu thốn. Càng về già, càng được hưởng phúc lộc, sống an nhàn, vui vẻ, hạnh phúc. Tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 chỉ ra rằng dù có lục hợp tương trợ nhưng lại không có sự ủng hộ của Nguyệt lệnh Lâm suy nên mọi thứ với tuổi này lúc thuận, lúc nghịch. Và điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động, càng nỗ lực, chăm chỉ và càng sâu sáo thì càng dễ đạt được những mục tiêu đã đề ra. Xem tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970, có vận trình trong tháng mới, dù đã có phần khởi sắc nhưng chưa rõ ràng, mưu sự vẫn phải thận trọng mới mong thành công. Tháng này, người tuổi Canh Tuất cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kỳ quyết định gì, tránh nóng vội, kẻo hỏng việc. Sự nghiệp nhìn chung vẫn có tiến triển, song nội bộ, nơi làm việc dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an. Tháng mới cũng có tiểu hao là hung tinh chi phối, có thể tài vận không được khả quan cho lắm, dễ gặp họa phá tài, khiến tiền tài dễ hao hụt. Về tình cảm, trong tháng gặp nhiều vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống, khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản. Lúc này, bạn rất cần sự động viên, an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. Mão mộc khắc tuất thổ nên sức khỏe suy giảm, bệnh cũ dễ tái phát. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn. Sau đây là phần luận giải tử vi chi tiết cho tuổi Canh Tuất
sinh năm 1970, trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, trên 4 phương diện chính của cuộc sống gồm sự nghiệp, tài vận, tình duyên và sức khỏe. Về mặt sự nghiệp, bước sang tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023, tuổi Canh Tuất gặp được cục diện ngũ hành Mão Tuất thì hợp, giúp cho vận trình công danh sự nghiệp của con giáp này có nhiều điểm sáng. Tuy cũng có lúc thăng trầm, nhưng nhìn chung mọi thứ vẫn ở vị trí vốn có của nó, có nỗ lực thì có thành quả thu về. Điểm báo tử vi cho thấy vận khí trong tháng có thuận, có nghịch, cát hung song hành, nhưng nhờ có các tinh chính quan chiếu mệnh nên chỉ cần bản mệnh hành sự thận trọng, suy tính kỹ càng và đưa ra kế hoạch cụ thể, đảm bảo vẫn gặt hái thành quả xứng đáng. Công việc diễn ra khá thuận lợi, dù cường độ công việc nhiều, áp lực tinh thần cũng khá lớn, nhưng làm gì cũng nên lấy ổn định làm trọng, không được nóng vội, kẻo hỏng việc. Tháng này, bạn nên dành thời gian quy hoạch lại công việc, lập kế hoạch cụ thể để không bỏ lỡ thời cơ vươn tới thành công. Ngoài ra, tham vọng cũng là cách tốt nhất để thúc đẩy động lực phấn đấu, nhưng đừng quá đặt nặng vấn đề thành tích, kẻo tự gây áp lực cho chính mình. Bạn chỉ cần tập trung làm những việc mình vốn đang theo đuổi, làm đến đâu, cho ra kết quả rõ ràng đến đấy, đừng quá tham lam những điều xa vời. Trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão, cũng có nguyệt lệnh lâm suy ở Tuất, báo hiệu vận trình sẽ giảm sút về cuối tháng. Với những việc quan trọng, bạn nên chọn ngày tốt để tiến hành từ đầu tháng, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn. Trong tháng này, do không có nguyệt lệnh ủng hộ, như vậy bạn nên cần suy nghĩ kỹ càng trước khi đưa ra bất kể quyết định gì, tránh nóng vội, kẻo hỏng việc. Điều quan trọng là bạn phải tự thân vận động, càng nỗ lực chăm chỉ, càng song sáo, càng dễ đạt được mục tiêu. Người nào ôm tâm lý trông chờ vào vận may hay đợi ai đó mới giúp thì sẽ chỉ ôm lấy thất vọng. Ngoài ra, nội bộ nơi làm việc cũng dễ xảy ra mâu thuẫn, tranh quyền đoạt vị, tuy không ảnh hưởng trực tiếp nhưng khiến bản mệnh cảm thấy bất an hoặc chán trường, muốn thay đổi môi trường nơi làm việc mới. Xem lịch phi tinh tháng, trong tháng có lục hợp các tinh chủ về chức vụ, tài lộc xuất hiện ở hướng chính nam. Nơi này vượng vận tài khí, nếu được kích hoạt phong thủy hợp lý sẽ thúc đẩy công việc hanh thông, tài lộc dồi dào. Người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có thể cân nhắc việc đặt một vài đồng tiền xu, hoặc có điều kiện hơn thì đặt tượng cóc ba chân để chiêu dù cát khí và tài lộc vào nhà, thúc đẩy công việc thuận lợi, mở ra nhiều cơ hội thành công hơn nữa trong sự nghiệp của mình. Về mặt tài vận, bước sang tháng 2 âm lịch, về phương diện tài lộc, tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 có thể bị tiêu hao, hung tinh chi phối nên không mấy khả quan. Hung tinh này gây phá hoại về tài lộc, dẫn đến việc kiếm tiền trở nên bấp bênh, dù có cơ hội nhưng khó tận dụng trọn vẹn. Tiền vào túi rồi lại ra đi một cách dễ dàng. Trong tháng 2 âm lịch này, tốt hơn hết, bản mệnh tuổi Canh Tuất nên tập trung vào công việc chính của mình. Những việc ngoài luồng có thể tiến hành nhưng đừng quá chú trọng. Có một câu, nghề cho chín còn hơn chín nghề, dồn tinh lực cho một việc sẽ dễ dàng thành công hơn là ôm đồm nhiều thứ cùng lúc. Việc đầu tư, kinh doanh trong tháng cũng cần phải thận trọng, làm theo kế hoạch định hướng rõ ràng, đừng làm theo phong trào hay làm chỉ để cạnh tranh với người khác, dù có thể thành công đấy nhưng không bền vững, tài khí nhanh tụ cũng nhanh tán. Trong tháng có nhiều việc gia đình xảy ra bất ngờ, phải chi tiêu nhiều, vì không có sự chuẩn bị trước, sự việc lại xảy ra ngẫu nhiên nên bản mệnh có chút hoang mang. Theo phi tinh thán, trong tháng có bách bạch. Bát bạch, chủ tài lộc, bay vào hướng Tây Nam. Đây là phương vị cát lợi cho tiền tài của bạn.
Nếu có thể bài trí phong thủy hợp lý, khéo sử dụng các vật phẩm phong thủy mang hành hỏa sẽ thúc vượng khỉ khí của các tinh này, thúc tài lộc càng vượng phát, việc kinh doanh cũng thêm phần suôn sẻ. Về mặt tình cảm, về phương diện tình cảm của người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 trong tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cơ bản là bình ổn. Với những người đã có đôi, có cặp, có thể gặp chút vấn đề phải lo nghĩ về công việc và cuộc sống khiến tinh thần tuổi này dễ chán nản, đôi khi có phần thiếu kiên định trong chuyện tình cảm. Biểu hiện rõ ràng nhất là thái độ hời hợt, lạnh nhạt của bạn lúc này. Bạn rất cần sự động viên an ủi của đối phương để sớm vực dậy tinh thần. May mắn là bạn mệnh gặp được người có thể thấu hiểu mình. Mối quan hệ hai bạn vẫn khăng khít, đối phương cũng luôn xuất hiện đúng lúc để trở thành hậu phương vững chắc cho bạn. Người độc thân sẽ có nhiều trải nghiệm thú vị nhờ lục hợp quý nhân che chở, nhân duyên thêm vượng, bạn có cơ hội tìm được đối tượng ưng ý, chỉ cần bạn mạnh dạn thể hiện và nói lời yêu thương, hạnh phúc sẽ tới. Trong tháng 2 này, có nhất bạch đào hoa tinh bay vào hướng đông nam. Tại phương vị này, bạn có thể bài trí hoa tươi, giữ không gian thoáng đãng, gọn gàng để kích hoạt đào hoa thêm vượng, tốt cho chuyện tình cảm và để giữ lửa cho tình yêu, hôn nhân, gia đình luôn được hạnh phúc. Về mặt sức khỏe, trong tháng 2 âm lịch, năm Quý Mão 2023 cho thấy sức khỏe là phương diện mà người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 không được chủ quan. Trong tháng này có mộc khắc tuất thổ, nên sức khỏe có phần suy giảm, bạn mệnh dễ bị bệnh cũ tái phát, bạn cần phải giữ cân bằng giữa thời gian làm việc và nghỉ ngơi. Về đến nhà thì đừng mang theo áp lực công việc, kẻo sức khỏe càng giảm sút, tình cảm gia đình cũng thiếu hài hòa. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên chú ý đi đứng cẩn thận, đề phòng thương tật hoặc tai nạn bất ngờ do sự bất cẩn của bản thân gây ra. Để thành công thì người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970 cần phải rèn luyện những thói quen sau. Một là biết cách đặt nằm niềm tin đúng chỗ. Bạn không thể thành công nếu không có những người bạn, cộng sự đáng tin cậy bên cạnh. Điều này còn có ý nghĩa trong việc nhóm hay trong các công việc tập thể. Bạn nên khích lệ, động viên và tôn trọng ý kiến của các thành viên, tìm kiếm những điểm tốt nhất ở họ để đặt niềm tin đúng chỗ. Đây cũng chính là động lực lớn nhất để các thành viên trong nhóm phát huy được thế mạnh của bản thân, đóng góp hiệu quả cho công việc của mình. Hai là suy nghĩ tích cực. Cuộc sống không bao giờ là một tấm thảm đầy hoa và êm ái, mà lẫn trong đó là những chiếc gai nhọn. Có những lúc bạn không tránh khỏi những khó khăn, thất bại cay đắng. Vào những thời điểm như vậy, hãy luôn biết cách nhìn nhận vào mặt tốt của vấn đề, nhận ra ưu điểm của chính mình và có niềm tin vào cuộc sống. Chỉ khi bạn có lòng tin ở bản thân mình thì mới có động lực để phấn đấu và nỗ lực. Chắc chắn thành công luôn ở phía trước, hãy đi tìm chúng nếu bạn thật sự đam mê. Ba là sáng tạo. Người thành công cũng không bao giờ bước đi trên con đường đã được lập trình sẵn. Họ luôn tìm tòi, khám phá những điều mới mẻ, khẳng định tài năng của chính mình. Bởi vậy, nếu không có sự sáng tạo thì bạn sẽ mãi không có bước tiến mới, những đột phá mới trên con đường đi đến thành công. Vì thế, hãy luôn rèn luyện cho bản thân mình, tư duy sáng tạo cuộc sống của bạn và cho cả xã hội. Bốn là không bằng lòng với những điều đã đạt được. Đạt được thành công không phải là tất cả. Với những người này, họ luôn muốn vươn tới những đỉnh cao mới, những mục tiêu lớn lao hơn. Chính vì vậy, nếu chỉ biết hài lòng với vị trí của mình, bạn sẽ bỏ qua cơ hội làm cản trở việc học hỏi và phát triển của chính mình. Hãy phát triển bản thân ở nhiều lĩnh vực, không ngừng học hỏi để tạo ra những thành công lớn hơn. Năm là biết thừa nhận sai lầm. Người thành công không bao giờ ngụy biện hay đổ lỗi cho sai lầm của mình.
Họ thừa nhận thất bại, học hỏi từ những sai lầm và cố gắng khắc phục nó để không bao giờ mắc phải những điều tương tự. Điều này cũng cho thấy họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân, rút ra bài học cho sự thành công trong tương lai. 6 là không ngừng học hỏi. Cuộc sống là một cuộc hành trình với những bài học thú vị. Hãy không ngừng học hỏi từ sách vở, từ cuộc sống để tự hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Theo một nghiên cứu cho thấy, 88% người giàu thành công nói rằng họ đọc 30 phút hoặc hơn mỗi ngày để trau dồi kiến thức hoặc các kỹ năng cho công việc, trong khi chỉ 2% người gặp thất bại làm điều đó. Vì vậy, liên tục học hỏi và cải thiện mình là cách để bạn trưởng thành và tự tin hơn. 7 là quan tâm đến những người xung quanh. Những người thành công không bao giờ là người co cụm trong vỏ ốc của chính mình, mà họ là người biết tạo dựng và duy trì các mối quan hệ. Xây dựng một mạng lưới mối quan hệ bền vững trở thành một trong những bí quyết nổi bật của người thành công. Nhờ đó, họ gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm và học hỏi từ nhiều người, cũng như giúp ích trong công việc của mình. 8 là giữ lời hứa. Có thể nói, giữ lời hứa là một trong những việc làm khó khăn nhất của con người. Chính vì vậy, việc cố gắng giữ lời hứa tức là bạn đang giữ gìn danh dự của mình và tạo sự tin cậy nơi người khác. Điều này giúp bạn có thêm nhiều mối quan hệ tốt đẹp, nhất là với những người thành công. Họ luôn coi chữ tín là tiêu chí hàng đầu và luôn luôn nỗ lực hết mình để thực hiện điều đó. 9 là biết cách lắng nghe. Lắng nghe tưởng chừng như điều rất đơn giản, nhưng có không ít người bỏ lỡ thành công vì không chịu lắng nghe người khác. Hãy luôn nhớ rằng, khi chúng ta lắng nghe và thấu hiểu người khác, tức là việc bắt đầu một cuộc giao tiếp và gây dựng mối quan hệ. Điều này cũng thể hiện bạn tôn trọng người đối diện. Đây chính là một trong những yếu tố quan trọng nhất giúp bạn thành công trong tương lai. Thành công không phải là thứ hễ bạn cứ muốn là được, mà đòi hỏi phải trải qua một quá trình nuôi dưỡng, rèn luyện những thói quen tốt. Hy vọng những bí quyết này có thể giúp bạn có được những bài học quý báu khi muốn phấn đấu đứng trên đỉnh cao của thành công. Vâng, quý vị thân mến, vừa rồi là những chia sẻ rất tâm huyết đến từ ban biên tập chương trình về tử vi tháng 2 âm lịch năm Quý Mão 2023 cho người tuổi Canh Tuất sinh năm 1970. Minh Đường Tử Vi rất mong rằng quý vị sẽ đón nhận được nhiều may mắn trong tháng mới và làm giàu cho bản thân mình, cho xã hội. Minh Đường Tử Vi vô cùng cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi chi tiết hết video của chúng tôi. Mọi ý kiến, đóng góp và thông tin cần được hỗ trợ, vui lòng comment ở bên dưới và bình luận. Ban biên tập chương trình sẽ tư vấn và giải đáp miễn phí cho quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin chúc quý vị luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, giàu có và thành công hơn nữa trong cuộc sống của mình. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.